Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Trầm Duy Nhất. Thì hiện tại Nhất đang rất là vui rất nhiều. Vui ở đây là sao? Là tại vì giải No One More Club Final vừa rồi của Nhất đã khép lại và tìm ra một nhà du lịch mới ở hạng cân 57kg, đó là Trần Gia Bảo của No One More Club. Thì rất là xứng đáng đã có một cái trận đấu gọi là cống hiến trong cái đêm chung kết là rất là hấp dẫn, mặc dù là bị cả hai võ sĩ là bị chấn thương, là bị tét. Nói chung là trận đấu nhìn rất là hấp dẫn. Các bạn muốn xem lại trận đấu đó thì cứ vô search ở phía dưới YouTube của Nhất nha. Rồi cái điều niềm vui thứ hai đó là chiếc huy chương One Championship của Nhất đã đấu giá và được một cái mức giá đó là 200 triệu đồng. Đó, rất là hấp dẫn các bạn. 200 triệu đồng và Nhất sử dụng toàn bộ số tiền đó để ủng hộ cho miền Trung. Đó là vừa rồi là bị bão lũ rồi, rất là nặng nề. Rồi một cái niềm vui nữa đó là vừa vui nhưng mà cũng đầu tiên là cho Nhất xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã cùng chung tay với Nhất ủng hộ cho miền Trung và đóng góp vào cái số tài khoản của Nhất và được cái mức thời điểm hiện tại là 49.100.000. Đó thì 49.100.000 cộng với 200 triệu chiếc huy chương đấu giá là mình có được 249.100.000. Đó là một cái số tiền nói chung là tương đối là vừa phải để Nhất sẽ có thể, và đợt này Nhất đi về một tỉnh, đó là tỉnh Quảng Ngãi. Đó chính là cái nơi mà Nhất đã quê hương của Nhất, nơi sinh ra của ba Nhất cũng như là cái môn phái Tấn Gia Quyền của mình đã ra đời từ đó. Và lâu rồi thì bây giờ mình mới có cái cơ hội để quay trở lại Quảng Ngãi từ hồi Nhất còn bé. Rồi giờ đó là thứ nhất là mình được làm từ thiện cái quê hương. Cái thứ hai nữa là mình về mình thăm cái đất tổ của mình, là cái võ đường cũng như là cái tổ đường ở đó. Đó thì khi Nhất về đó thì Nhất sẽ làm một cái clip để các bạn theo dõi cái cuộc hành trình của Nhất ha. Thì cái clip này, cái thứ nhất là Nhất muốn cảm ơn tất cả mọi người đã cùng Nhất ủng hộ cái giải đấu No One More Club Final và ủng hộ và sử dụng cái số tiền ủng hộ đó là cùng Nhất là ủng hộ cho miền Trung, và ở đây là nói về tỉnh Quảng Ngãi. Cái thứ hai nữa là cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cái giải đấu No One More Club Final của Nhất. Rồi và cái điều cuối cùng là Nhất xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong cái giải đấu No One More Club tiếp theo và sắp tới cũng sẽ gần rất gần đây ha. Còn khi nào và chuẩn bị mấy ngày nữa thôi Nhất sẽ đi Quảng Ngãi để làm từ thiện cũng như là để giúp đỡ một số cái gia đình nghèo khó ở ngoài đó ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của Nhất và sẽ hẹn gặp lại các bạn ở cái video clip tiếp theo. Cảm ơn.